Chương trình ngày mới liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin thời sự mới nhất. Và ngay tiếp sau đây là phần điểm tin báo chí. Thưa quý vị, hôm nay thông tin về siêu bão Suriga áp sát Biển Đông, gió mạnh 220 km/h, giật trên cấp 17, tiếp tục là tâm điểm của các trang báo. Theo thông tin vừa cập nhật trên báo Thanh Niên thì đến 7 giờ sáng nay 20 tháng 4, vị trí tâm siêu bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 370 km về phía đông. Vùng gần tâm siêu bão gió mạnh cấp 16, tương đương với sức gió từ 185 đến 200 km/h, giật trên cấp 17. Và trong 24 đến 48 giờ tiếp theo thì siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa phía Tây Bắc của hoàn lưu cơn bão Suriga, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7 và cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Báo Thanh Niên đưa tin, trước diễn biến phức tạp của bão thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau sẵn sàng các phương án ứng phó với siêu bão Suriga trong tình huống bão có thể đổi hướng đi vào Biển Đông, trong khi vùng biển Bắc Biển Đông đang có nhiều tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, nhiều ngày qua, tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng khách đi lại rất đông, nhưng nhiều người vẫn còn lúng túng trong việc khai báo y tế. Không ít khách sợ trễ chuyến, nhốn nháo chen lấn, khiến tình hình thêm căng thẳng. Liên quan đến nội dung này, thì đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tình trạng ùn tắc ở sân bay là do nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh, trong đó có khách du lịch. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tuổi Trẻ, lượng khách tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất không quá lớn để gây ùn tắc, như đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, mà nguyên nhân là do từ ngày 15 tháng 4, thực hiện theo quy định của thông tư số 41 của Bộ Giao thông Vận tải, kiểm tra bổ sung ngẫu nhiên tối thiểu 10% hành khách, hành lý xách tay. Chưa kể, năng lực bố trí giải tỏa khách cũng như năng lực soi chiếu của hệ thống máy ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa hoạt động hết công suất. Nhiều hành khách cho rằng, tình trạng này nếu không được giải quyết sẽ diễn ra trầm trọng hơn vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Chưa kể sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi ngành hàng không và du lịch. Thưa quý vị, trong dòng tin tức được các trang báo đưa nhiều nhất trong 2 ngày qua, thì không thể không chú ý đến một thông tin buồn diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, và thông tin gây xôn xao dư luận cả nước ghi nhận liên quan đến vụ án bé gái 5 tuổi xảy ra ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa bị sát hại, xâm hại tình dục. Đưa tin về vụ án này thì báo Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tối ngày 17 tháng 4, người thân của bé gái trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện bé nằm bất động trong tình trạng không mặc đồ, miệng sùi bọt mép tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 300 mét. Và ngay sau đó thì gia đình đã đưa bé vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nên Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Bà Rịa khám nghiệm hiện trường tử thi và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc. Báo Bà Rịa Vũng Tàu thông tin, sau hơn một ngày truy tìm thủ phạm, đến rạng sáng ngày 19 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt được Phạm Văn Dũng, sinh năm 1975. Đối tượng Dũng là hàng xóm sống cạnh nhà của nạn nhân. Và tại cơ quan điều tra thì Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội. Chiều qua, Công an tỉnh phối hợp với Thành ủy Bà Rịa tổ chức họp báo công bố thông tin ban đầu về vụ án. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ Phạm Văn Dũng về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thêm một vụ việc đau lòng khác xảy ra tại tỉnh Đắk Nông do báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, thưa quý vị. Ghi nhận tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho thấy, sau khi ăn vật thể lạ có hình dáng giống như là kẹo mút, thì hai cháu bé 4 tuổi tại địa phương này đã lên cơn co giật, khó thở, trong đó một cháu đã tử vong. Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 19 tháng 4, hai cháu bé 4 tuổi trú tại xã Nam Dông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông cùng nhau chơi đùa ngoài sân. Tại đây, hai bé tìm thấy vật thể lạ có hình dáng giống kẹo mút nên rủ nhau ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn vật thể lạ thì cả hai lên cơn co giật khó thở. Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa hai bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một cháu đã tử vong. Bé còn lại được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện một vật thể lạ giống hình chiếc kẹo mút, nghi là bả chó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.